Thật sự nhiều khi muốn nhắn tin nhưng máy hết tiền. Người yêu em ơi, em ở đâu mau bơm tiền đến. Em ơi chuyển khoản nhé. Yeah. Mình ơi đọc số tài khoản đi. Anh bắn sang luôn đây này. Hôm nay mùng 8 tháng 3 em được tặng quà là một hộp cao su. Cái giày em để tặng thầy U mà cái nhỏ nhỏ em cho thằng Cun nó xài dần nhé. Hey. Yeah, good. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ôi trời lên nào. Chị gái có số tài khoản chưa? Sao chảy máu thế?